Này. Là thấy Chúa giáng ân thiên cao vời, người tôi vốn đang hư mơ, xưa đã lạc lối, Chúa mang tôi về, mù xưa Cha khiến sáng lại. Nhờ ơn Thiên Chúa nay tôi kinh sợ, vì ơn Thiên hệ sợ hãi. Ơn Chúa tuyệt mỹ ban cho dòng dời, từ khi tôi mới tin Ngài, riêng tôi đã gây Chúa ba tự do. Ngài là cứu Chúa tôi, đấng mua Chúa tôi. Từ những cơn mưa xót thương phủ đầy, ơn Chúa không phải to me. His words my hope secure. He will. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone. I've been set. My Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. Ransomed me, and like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. Soon dissolve like snow, the sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine. Tôi xin chúng ta cùng nâng tay lên giờ này. Would you just lift up your hands and say, con cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa tuôn tràn trên đời sống của con. Just say, Lord, I thank you for your unending love.
and your amazing grace upon my life. I receive it. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Tôi xin mời cô mời chị em an tọa. Hallelujah. Hallelujah. How many of you, you know the Lord is good? Amen. You know, in the Greek language, there are two words for good. Amen. Có hai chữ. Now English language is very poor. Tiếng Anh thì không có dịch đúng như vậy. The Greek language has 2.6 million words. Tiếng Hy Lạp thì có 2.6 2.6 million triệu chữ. The English language 1.6 million. Tiếng Anh thì chỉ có 1.6 triệu chữ thôi. So when we say the Lord is good, vì vậy khi mà những người Hy Lạp mà nói Chúa rất là tốt đó, I will tell you in Greek. Thì tôi sẽ nói cho quý ông chị em bằng tiếng Hy Lạp nha. Ο Κύριος είναι αγαθός. Chúa rất là tốt. Now this means the essence of God. Who God is really is, the substance of God. Và khi nói chữ Chúa thì nói thật sự về bản tánh của Chúa. But when we say God is good, as you say in English, it sounds in English. Nhưng mà người Mỹ hay là những người nói tiếng Anh thì chỉ nói là Chúa tốt lành vậy thôi. It means the application of God. Và nói là cái sự tốt lành của Chúa bày tỏ cho con người. So wherever you apply him in your life, he is good. Nhưng mà quý ông bà chị em nhớ là Chúa tốt lành cho tất cả mọi nơi trong đời sống chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. First of all, I want to say thank you to Pastor Richard. Tôi cảm ơn mục sư Richard for having me, giving me the opportunity to be with you tonight. Mời tôi đến đây giảng lời Chúa chiều hôm nay. And to all the church leadership. Và tất cả các ông bà anh chị em, những người lãnh đạo hội thánh ở đây. Please forgive me if I get emotional. Nếu mà tôi khóc thì quý ông bà chị em thứ lỗi giùm nha. I'm very happy to see all of you. Vì tôi rất là yêu mến quý ông bà anh chị em. And believe it or not, I miss you. Và tôi hằng nhớ quý ông bà chị em luôn. We had in my church in Greece 24 nationalities. Trong hội thánh của tôi ở tại Hy Lạp thì có 24 giống dân khác nhau nhóm họp lại. So for every nationality, we put a flag inside the church. Và trong hội thánh thì tất cả những lá cờ của những người đến để nhóm đều được treo lên ở trong hội thánh. So when we dedicated our new facility because we outgrew the old facility. Và khi mà chúng tôi cung hiến một cái nhà thờ mới vì cái nhà thờ cũ quá nhỏ đó. So we had the people that represented that country to take a flag and walk around the church. Và chúng tôi để cho mỗi người mà của mỗi giống dân cầm cái lá cờ của nước của họ để đi ở trong cái khuôn viên của hội thánh. And we believe that we have a God for every nation, every language, every tribe, for everyone. Hallelujah. Và chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi giống dân, mọi tiếng nói. And God loves the Vietnamese people. Nhưng mà Chúa thương người Việt Nam rất là nhiều. I was expecting a louder amen. Phải nói lớn lên. Chúa thương người Việt Nam rất nhiều. God loves the Vietnamese people. Hallelujah. I love the Vietnamese people. Tôi cũng thương người Việt Nam. Hallelujah. And few months ago in Greece, the Spirit of the Lord woke me up at night. Một vài tháng trước đây thì đang giữa khuya, Thánh Linh kêu tôi thức dậy. And all of your faces that were coming to my mind. Và ngay lúc đó Chúa cho tôi thấy quý ông anh chị em. It was very early in the morning. Và rất là sớm buổi sáng hôm đó. And I was praying for you. Và Chúa nhắc tôi phải cầu nguyện cho quý ông bà chị em. And my room was very dark. Trong phòng đó thì bữa tối còn tối lắm. But there was a beam of light coming from the side. Nhưng mà tôi thấy có một cái luồng ánh sáng. And I knew it was the presence of God there. Và tôi biết là có sự hiện diện của Chúa ở giữa phòng. And I want you to know God has not forgotten you. Và Chúa muốn quý ông bà chị em biết rằng Chúa không có quên quý ông bà chị em đâu. God is with you. Chúa đang ở với quý ông bà chị em. God is in you. Chúa ở trong quý ông bà chị em. He is by you. Chúa ở cùng quý ông bà chị em. And God has a program for your church and for your life. Hallelujah. Và Chúa có chương trình đặc biệt cho đời sống của quý ông bà chị em. And I have a word in my heart that the Lord put in my heart last night.
Và tối hôm qua khi tôi cầu nguyện chuẩn bị thì as Chúa để một lời vào lòng tôi. As I was praying last night for this service today. Tôi cầu nguyện về buổi chiều hôm nay. The Lord impressed in my heart to share this with all of you. Và Chúa muốn tôi nói điều này với quý ông bà chị em. You don't have to be afraid. Quý ông bà chị em đừng sợ. You don't have to be scared. Đừng lo lắng nhiều. Your future belongs to the Lord. Vì tương lai của quý ông bà chị em nằm ở trong tay Hallelujah. Của Đức Chúa Trời. Hallelujah. If God has planted you here, you are going to be here. Hallelujah. Nếu Chúa đã để quý ông bà chị em ở đây thì quý ông bà chị em sẽ được thành vượng ở đây. Because when God plants someone, vì Chúa đặt để người nào ở đâu, no one can come and unplug you from the will of God. Thì không có thể ai đến mà lấy đi được cả. It's only us who can walk away from the calling of God in our lives. Chúng ta đó thì có thể quyết định là đi sai đường. So God has planted you in a very strategic location. Nhưng mà nếu Chúa đã để chúng ta ở đâu đó thì Chúa có chương trình rõ ràng. There is a Vietnamese community here. Quý ông bà chị em biết ở đây người Việt rất là đông phải không? There is a Korean community farther down. Và gần đây thì cũng có những người Đại Hàn chung quanh đây. There is a Spanish community around. Và có những người Tây Ban Nha cũng ở gần đây. And God is the God that cares for this community. Và Chúa thương tất cả mọi người ở trong cái cộng đồng này. And He has planted you here because He has a purpose for the Vietnamese people. Và Chúa đặt để chúng ta là người Việt Nam ở giữa vòng người Việt Nam vì Chúa có chương trình của Chúa. Because you come from a culture that you understand better than any other person that lives in California. Không có một người nào hiểu được về người Việt Nam hơn quý ông bà chị em đâu. And God has given us the ministry of reconciliation. Và Chúa muốn chúng ta là những người làm hòa. And this ministry is for every believer. Và Chúa kêu gọi tất cả mọi người to bring people to reconcile them with the Lord. Hallelujah. Cho những người Hy Lạp trở về với Chúa. And I will share this story that happened some time ago here. Có một lần trước đây ở ngay tại đây. I have been part of the Westminster Christian Assembly since 1972. Từ năm 1972 tôi đã có mặt ở tại nhà thờ này. The very first church was the fellowship hall over there. That was the church. Quý ông bà chị em biết cái phòng nhóm đầu tiên của hội thánh đây là cái phòng ăn mà chúng ta có bây giờ đó. I was a student in the university at the time. Lúc đó thì tôi đi đến Mỹ để đi học. I was at the Bible College, Southern California College, today called Vanguard University. Tôi học ở trường Vanguard hay là trường Southern California College ở dưới Costa Mesa. So one day, an elder from a church asked me to have dinner with him. Có một người trưởng lão ở trong hội thánh mời tôi ăn tối chung với ông. So he came, picked me up. Ông lái xe tới trường và đón tôi đi. And he said, "Show me your church." Và ông nói là anh cho tôi biết anh đang nhóm ở hội thánh ở đâu. So we were driving here on Bouchard Street. Và tôi thì lái ngang cái đường Bouchard trước đây. And as we were driving on Bouchard Street, I saw two monks going around the church and praying here. Và khi mà tôi lái xe với ông đó thì tôi thấy có hai người tu, thầy tu đang vừa đi vừa cầu nguyện ở ngoài trước đây. So I said, "What are these people doing here?" Và tôi nói, "Ủa tại sao có hai người thầy tu đi ở ngoài trước đây mà cầu nguyện?" So I told my friend, "Forget the dinner. We're going to pray after them." Tôi nói thôi bây giờ thay vì đi ăn đó thì bây giờ bắt đầu cầu nguyện cho hai cái người này. So we parked the car right here on the front. Thế là tôi quẹo vào và đậu ngay đây và bắt đầu đi you ra. You know, sometimes I don't know how to pray. Tôi nhiều khi cũng không biết cách nào để cầu nguyện cả. But I know how to pray in the spirit. Nhưng mà tôi có thể cầu nguyện bằng tiếng mới Đức Chúa Trời ban cho. The Bible says when you pray in the spirit you don't understand what you are saying but the spirit prays from inside of you to God. Nhiều khi mình nói cầu nguyện bằng tiếng lạ đó thì mình không hiểu nữa nhưng mà Chúa hiểu được. We went behind the two monks and we started praying in tongues. Và hai người tu sĩ đi trước nhưng mà hai người chúng tôi đi đằng sau và bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ. We pray loud so they can hear us. Và chúng tôi cầu nguyện rất là lớn để họ có thể nghe được chúng tôi cầu nguyện. And all of a sudden they start running. Và hai người tu sĩ này thấy chúng tôi cầu nguyện bắt đầu bỏ chạy. Và chúng tôi cũng chạy theo họ. And we start praying in the name of Jesus. Và chúng tôi cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. So we run around them and then they start running leaving from this place. Chúng tôi chạy và họ chạy thoát ra khỏi vùng này. At that time I was living with a Vietnamese family in their house in Santa Ana. Ngay lúc đó thì tôi đang ở chung với một gia đình người Việt ở Santa Ana. And the husband was Christian. Người chồng là người tín hữu. But the wife was Buddhist. Nhưng mà người vợ là một người theo Phật giáo. We were very good friends.
Tôi thì rất là thân với cả gia đình. They knew who I was. Họ biết tôi là ai. And they knew I was coming to this church. Và họ biết tôi đi nhà thờ ở đây. Because I tried to bring them over. Tôi mời họ rất nhiều lần đến đây. But the mother was very strong. Nhưng mà người mẹ thì không có muốn đi. So anyway, I said, what these two monks are doing in my church walking around? I asked her. Và tôi hỏi bà, tại sao hai cái người tu sĩ Phật giáo lại tới gần nhà thờ tôi mà cầu nguyện? And she said, oh, let me tell you. Và bà nói, oh, để tôi nói cho ông nghe. They're from Tibet. Hai người này đến từ Đài Bắc hả? And they want this property to convert it. Và họ đến đây ngay cái khu khung viên này vì họ muốn chỗ này trở thành một cái chùa. And they come around the church and they pray so they can get it. Và họ cầu nguyện để cho cái chỗ này trở thành một cái chùa. And I said, no way. Và ông nói không được đâu. You know, no way, I said, this belongs to the Lord, the property. Cái chỗ này là chỗ của Chúa rồi. This is a house of praise and of worship. Chỗ này là chỗ mà chỉ có thờ phượng Chúa mà thôi. I didn't tell her too much, but inside of me, something got up, you know, more to pray more. Và khi mà tôi nghe điều đó thì tôi biết là tôi phải cầu nguyện thêm. So I pray more for the church. Vì vậy tôi tiếp tục cầu nguyện thêm cho hội thánh ở đây. And I want you to know, this is holy ground. Và tôi cho quý ông bà chị em biết, quý ông bà chị em đang ngồi trên đất thánh. Because God dwells here, hallelujah. Vì Chúa ở đây. And God has brought you here because He has a purpose for this area and community. Và khi Chúa đặt để quý ông bà chị em ở đây, thì Chúa có chương trình cho quý ông bà chị em và cho các cộng đồng ở đây. Now, my father was a pastor. Ba của tôi là một mục sư. My grandfather was a pastor. Ông nội của tôi cũng là một mục sư. I'm the fourth generation in my family being working as a pastor. Và tôi là mục sư, mình nói là đời thứ tư ở trong gia đình. There are seven generations in my family from one Bible that one great grandfather believed, and we are serving the Lord as pastors. Và tôi nói là có thể là bảy đời chúng tôi đọc chung một cuốn kinh thánh mà thờ phượng Chúa. So I know when the enemy wants to attack. Vì vậy tôi biết khi nào mà ma quỷ muốn chiến trận, the head of the church. Thì nó sẽ nhắm vào hội thánh mà nó đánh. Because the head is the leadership. Và nó nhắm vào những người lãnh đạo hội thánh mà nó tấn công. The head represents the leadership. Và the head represents the leadership. Và tất cả những người trong cái ban lãnh đạo của hội thánh đó thì nó sẽ tấn công. Now you remember the book of Daniel. Ở trong sách kinh thánh của mình, chị em nhớ trong sách Daniel. There were three youngsters. Có ba người Hebrew. We remember them with the Babylonian names, Shadrach, Meshach, and Abednego. Họ được đặt tên tiếng Babylon là Hashak, Meshach, và Abednego. So they were captured. Họ bị đi đày từ Do Thái qua Babylon. Why the young people are captured by the enemy? Tại sao quý ông bà chị em nghĩ kẻ thù lúc nào cũng muốn bắt những người trẻ? And I will give you my side. Tôi cho quý ông bà chị em biết đây. Because the young people represent tomorrow's leadership. Tại vì những người trẻ là những người sẽ lãnh đạo tương lai. And the enemy wants to attract them, capture them, and influence them. Vì vậy lúc nào kẻ thù cũng muốn nhắm vào giới trẻ để bắt giữ ngay lúc đầu. The young people are not the church of tomorrow. Quý ông bà chị em nhớ là những bạn trẻ không phải là cái hội thánh của tương lai thôi nha. They are the church of today. Họ là hội thánh ngay lúc này. So we invest in their lives. Vì vậy chúng ta đổ vào đời sống của các con em của chúng ta. And the enemy wants to distort his God's view in their minds and hearts. Nhưng mà ma quỷ thì muốn lấy lòng và trí của các bạn trẻ. You see, I was a pastor's son. Tôi là con mục sư nha. But it was a rebellion inside of me. Nhưng mà ở trong lòng tôi đó thì lúc nào cũng muốn chống lại. Until the Lord dealt in my life. Cho đến khi mà Đức Chúa Trời vào đời sống của tôi. And I had to commit my life to the Lord. Và tôi quyết định đi theo Chúa một lòng. I admonish you to pray for your young people. Ở đây thì tôi hy vọng quý ông bà chị em nhớ cầu nguyện cho con cháu của mình. Because you that have many years in leadership or in ministry or in faith with the Lord. Vì vậy chúng ta sẽ thấy tương lai lâu dài của những người lãnh đạo. You are a living epistle for them. Chính đời sống của quý chị em là những cái lá thư mà Chúa gửi tới cho con. You are a living example for them. Và những cái gương cho các con em của mình. Because they will see the Lord in your life. Vì con cháu của quý chị em sẽ nhìn thấy
những gì Chúa làm trong đời sống của mình. Now we all make mistakes in our lives. Ở đây ai cũng làm lỗi phải không? And I have made plenty of myself. Chính tôi cũng làm lỗi rất nhiều. But we have a good God. Hallelujah. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa vì Chúa rất tốt lành. We have a gracious God. Và Chúa đầy Hallelujah. He loves us as we are. Chúa thương chúng ta vì cái lòng thương của Chúa chứ không phải vì chúng ta tốt lành gì. And he uses us in spite of ourselves. Và Chúa có thể dùng chúng ta trong bất cứ cái hoàn cảnh nào của chúng ta. And he has a plan for our lives. Và Chúa có chương trình cho mỗi đời sống của chúng ta. And I want you to know, no matter where you work. Và quý ông chị em dầu ở lâu làm gì, God has a plan for your life. Chúa đều có chương trình cho quý ông chị em cả. Whatever your dream is to become one day or to succeed somewhere. Quý ông chị em có thể có suy nghĩ về tương lai như thế nào? God's plan is much superior and better. Hallelujah. Cái chương trình của Chúa còn hơn cái mình có thể suy nghĩ được nữa. It's much better from your own dreams. Và Chúa suy tưởng còn quý hơn hay là cao hơn cái điều mình. And God will use you for His kingdom. Hallelujah. Và Chúa có thể dùng mỗi chúng ta cho nước của Ngài. David says in one of his psalms. Vua David viết trong một cái thi thiên. Naked I was born. Khi tôi sanh ra thì tôi sanh ra trần truồng. And when I die, I'm going to live naked. Và khi mà tôi về qua đời thì cũng tay không. What means is you don't bring anything, and when you die, you leave everything. Mình vào thế gian này tay không thì mình đi ra cũng tay không với mọi trẻ em. So this life is short. Và chúng ta biết đời sống chúng ta trên đất này rất Death ngắn gọn. Is sure for sure. Death is for sure. Mọi người thì sẽ đối diện với sự chết. Sin is the cause. Sin is the cause. Và vì sao? Vì tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới này. But Christ is the cure. Nhưng Hallelujah. Mà Chúa đến để có thể đem chúng ta ra khỏi điều đó. So this afternoon, as I stand in front of you. Chiều hôm nay khi tôi đứng trước mặt quý ông bà chị em. I have a word in my heart that came so alive the last few months. Đây là một lời mà Chúa đặt để trong lòng tôi cho quý ông bà chị em. And as you know, in 1972, I was here in America when the first Vietnamese groups they came over because of the war. Khi tôi ở đây năm 1972 thì bắt đầu người Việt Nam di cư đến đây. 72, 74, và 75. Từ 72 tới 75 bắt đầu người Việt đến. Yeah, that's right. I came 72 and 74, 75, you came over. So, I met a lot of Vietnamese people. Tôi gặp rất nhiều người Việt. And I cried with them. Và tôi cũng khóc với nhiều người Việt. Because some they didn't want to leave and they left by force. Có nhiều người rời xứ sở Việt Nam vì bị bắt buộc. And if you are a refugee, you know, there are two types of refugees. Và có những người đi tị nạn thì có hai loại người tị nạn. Those they leave willingly, they leave a country and they want to go something for something better, so they immigrate. Có nhiều người được di dân. So they are more open to adapt to new societies. Và họ đến một đất nước thì họ mong là cái đời sống đó nó tốt đẹp hơn. And they are the ones they don't want to leave but they are forced to leave. Nhưng mà có những người thì bị bắt buộc phải rời nước của mình. And it's much more difficult emotionally for these people to accept the new culture and new society. Và những người đó thì rất là khó để hội nhập vào cái đời sống mới. My mother was a refugee. Mẹ của tôi cũng là một người tị nạn. My mother was from Russia. Mẹ tôi đến từ Liên Xô. She was expelled from the country. Mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nước Liên Xô. There were 9 children in the family. Mẹ tôi thì có 9 người con. So the government expelled the whole family, but not the father. Họ đuổi đi mẹ và 9 người con, nhưng mà giữ lại người cha. So her mother made a big chest, wooden chest, where you put clothes inside. Vì vậy mẹ tôi làm một cái hòm rất là lớn để bỏ quần áo vào. And she packed the husband with the clothes inside the chest. Và bà giấu ông chồng ở trong cái thùng đó luôn. Okay, so and then the police was looking for 2 days to find the husband. Và những người cảnh sát tới để kiếm người chồng đó thì không thấy được, trong vòng 2 ngày thì kiếm không ra. And as she put the wood on the side, she left about 1/2 inch cracks. Và ở trong cái hòm đó thì mở một chút xíu hở để ông có thể thở được. And between the cracks, she would give him a cookie to eat.
Và cái lỗ đó cũng là cái chỗ mà bà để bánh để cho nuôi ông trong những ngày đó. Because he had to eat something. Và họ chỉ cho ăn bánh cookie thôi. Before they left Russia, trước khi mà họ rời Liên Xô, he was for 4 years missing in action. Ông 4 năm mất tích. So when he came back, he was a skeleton, very skinny. You can count the bones on his body. Khi mà ông về lại được gia đình thì rất là ốm yếu. So he never spoke what happened to him. He never said what happened. Ông không kể chuyện gì đã xảy ra cả. So they went to the ship, and the ship with the crane lift up the crate and put it inside. Và họ tới một cái thuyền đó thì họ lấy cái hòm đó lên trên thuyền. Few months ago, một vài tháng trước đây thôi, I visited my aunt. Tôi về thăm người dì. She's still alive. Bà vẫn còn sống. Her name is Helen. Bà tên là Helen. So I said, Aunt Helen, this is what grandmother told us about your father. Is this true and correct? Nói là dì, đây là cái điều mà bà nội hay bà ngoại kể ngày xưa, có đúng không? And she said, yes, it is true. Bà nói, đây là câu chuyện thật đó con. Grandma put my father inside the chest with the clothes. Nói là bà nội con bỏ cha vô trong cái hòm đó mà cho so cha con đi trốn they đi. They immigrated in Greece. Và họ đi rời Liên Xô đến Hy Lạp. They were refugees. Và những người ở đó là những so người tị nạn. I remember as a little boy. Khi tôi lúc đó thì nhỏ. When we went to the house. Tôi nhớ cái nhà chúng it tôi was ở. Bamboo, all the walls with bamboo and mud. Và nhà của chúng tôi thì làm bằng cây tre. There was no flooring, but they took the water and watered the floor and they packed the dust, the dirt downstairs. Ở trong đất thì không có gạch lót gì cả, chỉ là đất và đổ nước lên. There were few chickens there to give some eggs. Và chúng tôi có nuôi một những con gà để mà sanh đẻ trứng mà ăn. And a goat that they got milk out of it. Và một con dê để mà họ lấy sữa mà uống. There were no bathrooms in the house. Ở trong nhà đó thì không có chỗ nào đi tiểu tiện cả. No showers. Không có chỗ nào đi tắm cả. You know, we took once a week a shower. Một tuần thì tắm một lần thôi. We had to heat up the water and then sit on a plastic tub there and put it, you know, on top of our heads and take a shower. Phải nấu nước cho nóng lên rồi múc nước mà xối thôi. So I grew up like this. Vì vậy với ông bà cha em tôi sống như vậy đó. We didn't have the amenities we have today. You take a shower anytime you want. I take two times a shower sometimes a day. Bây giờ thì sống quá sướng phải không ông bà cha em, muốn tắm lúc nào thì tắm, một ngày tắm 2-3 lần cũng được. And the worst thing was not the shower. Nhưng mà ông bà cha em nghĩ là cái gì mà khó nhất không phải là tắm đâu. You had to take your clothes out and then use the same clothes on. Có nghĩa là mình tắm xong rồi bây giờ quần dơ áo dơ thì cũng phải mặc trở ngược lại. Because we didn't have any other thing. Vì không có quần áo nào để mặc cả. So I understand what means to be a refugee. Vì vậy tôi rất là thương người tị nạn, tôi biết cái cảnh của người tị nạn. I don't forget those days. Tôi không bao giờ nhớ quên những cái cảnh như vậy. So this year we had a crisis in Ukraine. Quý ông bà chị em biết những người ở Ukraine năm nay cũng là những người tị nạn phải không? Over 28,000 Ukrainians came to Greece. Khoảng chừng 28,000 người Ukrainian đến tại Hy Lạp trong những năm ngoái. Ukrainian, the country of Ukraine has 45 million, had 45 million people. 45 million people the country had. Ở trong nước ở Ukraine thì có 45 triệu người. And you know, it is 40% of the wheat is produced over there. Và đất nước đó thì họ wheat make bread. Trong khoảng chừng 40% lúa mạch của cả thế giới. Last February, tháng 2 vừa rồi, we receive a phone call. Chúng tôi nhận được một cái cú điện thoại. So we had a car come. It was a pregnant woman, around 30 years of age, with a 5-year-old boy, and it was another lady with her. Cú điện thoại này đến từ một người mẹ đang có thai, có một đứa nhỏ 5 tuổi và với mẹ của mình. These people, they were not people of the street. Những người này không phải là những người sống ở ngoài đường phố của mình. They had homes. They had businesses. Họ là những người có nhà cửa, có tiệm ở Ukraine. So we waited for them. We waited for them. We waited to come. Và chúng tôi biết là họ phải đến. When they came, they broke down. They start crying. Và khi chúng tôi gặp họ thì họ bắt đầu họ khóc. And we start crying with them. Và chúng tôi cũng khóc chung với họ.
It's very difficult when you lose your home, you lose everything you have, you leave behind and you just leave your country, leave your house to go somewhere you don't know. Những người đó là những người tị nạn từ Ukraine mà phải đến tạm cư tại Hy Lạp. So we took them in our home. Chúng tôi mở cửa nhà của mình và mời họ vào. Our home is not was not very big where we're staying. Nhà chúng tôi thì không có rộng như thế nào cả. About 900 square feet, 90 meters. Khoảng chừng 9,900 square feet. So after that, another lady came. Sau đó nữa thì có một người nữa cũng sẽ cũng đến nhà chúng tôi nữa. Then we got a phone call that very close to where we live there is a lot of mothers and with children. Now, the government will not allow the men from 18 to 60 to leave the country, only the women and children. Và ở Ukraine thì họ chỉ cho những người mẹ và những người các em nhỏ đi tản cư thôi, những người đàn ông thì phải ở lại để đánh trận. So they came, you know, they asked us if we go to see and help. Và chúng tôi nhận được những cú điện thoại là có những người mẹ và các trẻ em ở gần đó đang cần sự giúp đỡ. So my wife, myself and our daughter. Và tôi, vợ tôi và một người con gái. We went to that town. Chúng tôi đến cái làng đó để mà giúp. It was Sunday morning after the service, we went to that town. Sau khi giờ nhóm sáng Chủ nhật đó thì chúng tôi đi đến. It was a very small room. Chúng tôi vào một cái phòng thì rất là nhỏ. There were many children. Con nít thì ở đâu trong đó đầy hết quý ông bà chị. Many women. Và có những người mẹ của các em cũng ở đó. There was one man there, the husband of the family there. Và chỉ có một ông là ông chồng của cái nhà đó. And you know, very squeezed, you know, very squeezed. There was a lot of noise from the children. You know, it was very uncomfortable situation. Họ thì dồn vào một cái nhà rất là nhỏ, đầy người cả. So they asked if we can take one lady. Và họ hỏi chúng tôi, ông bà có thể cho một người về nhà của ông bà cha em so ở không? So we took a lady with her child 1 year old and a son 12 years old. Chúng tôi thì mời bà mẹ có hai người con. Một em 12 tuổi, một em còn nhỏ this về was nhà around thôi. March, last March. Và đó là mới xảy ra hồi tháng 3 vừa rồi đó quý ông chị. It was very cold in Greece. Lúc đó thì khí hậu rất là lạnh. Winter times is very cold. Ở Hy Lạp thì rất là lạnh về mùa when đông. When I think about California, I love California. Tôi thì rất thích người ở Cali vì nó ấm. So we took her to our home. Chúng tôi mời gia đình này về ở với chúng tôi. So here we have 7 people and a pregnant woman. Trong lúc đó thì gia đình tôi có 7 người ở trong nhà và có một bà đang có bầu. And you feel bad in your heart. You don't know how to. I wish I can take more home in my more people to my house. Tôi thì mong là có thể có chỗ để mà mời thêm nữa nhưng mà không đủ chỗ. So we gave them our bedrooms, our beds. Chúng tôi mời họ vào trong phòng của chúng tôi để mà họ có thể and có giường ngủ. A refugee to my own house. Và tôi là người tị nạn ngay trong nhà của tôi. So I, you know, I had this cots. You sleep like, you know, summertime. You go camping. You sleep. So I put one in the living room and I went to sleep over there. Tôi vào phòng khách mà tôi trải chiếu mà ngủ thôi. And I was happy. I was happy that we can provide something for them. Nhưng mà quý ông bà chị em biết tôi rất là vui vì có thể có cơ hội làm điều so này. So we prayed in the church for them. Và chúng tôi cầu nguyện cho những người we này. We pray for grace. Chúng tôi cầu nguyện cho ân we điển pray của for Chúa mercy. Và sự thành tín của Chúa đến trên đời sống của họ. And then a pastor calls me from there. Và có một người mục sư gọi cho tôi. And said, "Can you take my mother-in-law to Greece?" Nói là ông có thể cho mẹ của tôi đến tại Hy Lạp hay không? He was in Hungary. Bà thì đang ở nước Hungary. You know, and I said, "Okay, you know, let me check out if we have some space to put here." And then I said, "Okay, sit here." Chúng tôi nói thì để coi có chỗ không, nhưng mà cứ gửi bà đến đây. During this time, the United States opened the border from Tijuana to accept some of the refugees. Ngay lúc đó thì ở tại nước Mỹ đây, ở phía nam của mình chị em ở Tijuana hả? Nước Mỹ mở cửa cho những người tị nạn. They prioritized the elder people and the mothers with children.
Và nước Mỹ thì cho các bà lớn tuổi, các người lớn tuổi và những bà mẹ đang có bầu có thể vào. So she flew to Tijuana, and from Tijuana she was able to come to the United States. Và cái bà đó thì bay tới Mexico, tới Tijuana để có thể vào nước Mỹ được. So I said to the pastor, well, the Lord opened a better door than our home. Nữa là tôi nói với ông mục sư đó là Chúa thương mẹ của ông đó, cho mẹ ông vào nước Mỹ còn hơn là nhà của tôi. Then he said to me, I'm going to drive through Greece. Và ông nói bây giờ thì tôi đang trên đường đến tại Hy Lạp. I have an accident, he told me. I had an accident. Accident. He, no, you? The pastor. Oh, the pastor. Ông nói là tôi có một cái an accident. He had accident. Tai nạn. And I said, "What was your accident?" Ông nói tai nạn gì? He said, "I broke my teeth." Nói là tai nạn là vì tôi bị gãy răng. And I said, "Okay." I said, "Let me see what I can do here." Thì ông nói là được, để tôi coi có nha sĩ ở đây để giúp ông không. So I found a dentist and I said, "We have a pastor coming. He's going to be here 2 hours. Can you help his mouth?" Thì là tôi gọi cho người gia sĩ nói, tôi có một người mục sư đang trên đường tới đây khoảng 2 tiếng nữa, nha sĩ có thể giúp được không? So I made the appointment for him. Thì là tôi làm cái hẹn liền. So he said, "I'm driving a van." Và ông nói là tôi đang lái xe van chạy tới. We gave a point of meeting. Và chúng tôi nói ông gặp chúng tôi chỗ này nha. So I met him over there. Và chúng tôi đến chỗ hẹn. I take him directly to the dentist. Và tôi dẫn ông đến cái nha sĩ ngay lập tức. And after the dentist fixed his teeth. Và sau khi mà nha sĩ làm cho ông rồi đó. I said to him, "Are you hungry?" Tôi hỏi ông có đói bụng không? He said, "Yes, I'm hungry." Ông nói tôi đói bụng lắm ạ. I said, "I need to feed you." Bây giờ thì tôi phải cho ông ăn. "Do you have gas in your car?" Rồi ông hỏi là ông có xăng trong xe không? Very little. Ông nói là xăng gần hết rồi. I said, "We're going to put gas in your car." Giờ tôi sẽ đổ xăng vô cho xe ông nữa. How many of you know when God does something, He does it complete? Hallelujah. Quan mọi chuyện biết là khi mà Chúa giúp cho chúng ta thì Chúa giúp chúng ta toàn. So, and he said, "I have to go back because my wife and my children are there." Và ông nói bây giờ thì tôi phải trở ngược về gia đình của tôi, vợ và con tôi đang đợi. And I invited him to come to my house. He said, "I don't have the time because I have so many hours to drive." Và ông nói lần sau thì tôi có thể ở lại với mục sư, nhưng mà bây giờ tôi phải về. God is faithful to provide in every situation. Hallelujah. Tôi kể chuyện này để cho quý mọi chị em thấy là Chúa sẽ tiếp trợ mọi bước hết. There is no need that is greater than the ability of God to fulfill it in our lives. No need that we have that is greater than God to fulfill it in our lives. Không có một cái nhu cầu nào mà Chúa không có thể đáp ứng cho quý ông bà chị em đâu. And let me go to the text that God has put in my heart. Bây giờ thì tôi xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh ra. It's from the book of Ezekiel, chapter 22. Sách Ezekiel, đoạn 22. Can you read verse 30, brother, only? Verse 30. Tôi xin đọc câu số 30. Ta đã tìm một người trong chúng để xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, nhưng ta chẳng tìm được một ai. God is not happy with the people of Israel. Lúc này Chúa không có vui lòng với dân sự của Israel. They have a spiritual problem. Họ có một cái vấn đề rất là khó khăn ở trong tâm linh của mình. 2 chapters earlier, God speaks to them and He says, "You are profaning my name." 2 đoạn trước đây thì chính Chúa nói với họ, họ đang phỉ báng danh của Chúa. How is it possible when someone feeds you, cares for you, helps you, heals you, for you to turn against him? Bố mà cho em thấy Chúa là người lo cho dân của Chúa mà họ lại quay lại mà phỉ báng Chúa, cái điều này có phải sai không? So God sees the spiritual situation of Israel. Vì vậy Chúa thấy cái vấn đề này của những người Do Thái lúc đó. And he says, "I'm looking for a man to stand on the gap." Và Chúa nói là ta đang tìm một người để đứng giữa cái khoảng trống này. So the situation today is very similar. Ngay lúc này của mọi chị em, thế giới chúng ta cũng như vậy. We have slipped away from the will of God. Đất nước của chúng ta đi xa khỏi cái điều của Chúa Đức Chúa Trời. What happened in Israel was idolatry there.
Thời lúc đó thì những người Israel bắt đầu thờ hình tượng. So idolatry means something gets between you and God, and what gets between him and you is more important than God himself. Thờ hình tượng có nghĩa là mình đặt để một cái điều gì đó giữa mình với Đức Chúa Trời và bắt đầu mình thờ phượng cái điều đó. The spirit of adultery and fornication was on the people of God. Và người của Đức Chúa Trời, những người dân của Chúa thì lúc đó miệng thì nói thờ Chúa nhưng mà lòng của họ thì thật sự không they thờ did Chúa chút nào. As they were pleased in their hearts. They did as they were pleased in their hearts. Và họ muốn làm điều gì mà họ muốn ở trong lòng họ thì họ cứ làm. So God is concerned about his people. Vì vậy Chúa rất là lo cho họ. They loved money more than God. Vì họ yêu mến tiền tài còn hơn Đức Chúa Trời nữa. They forgot the ways of God. Họ đã quên đi Đức Chúa Trời đã yêu thương họ như thế so nào. So God says, I'm looking for a man. Vì vậy Chúa nói ta đang tìm một người. That you will stand on this gap. Mà có thể đứng ở giữa. Rebuild the walls. Rebuild the walls. Và có thể xây lại cái tường mà đang bị sập đổ. So I can spare the lives of these people. Để ta có thể spare là cứu những người này. So God today is looking for people. Thời này Chúa cũng đang tìm những người như vậy, quý mà cho em. And in one translation of this word gap in the Greek Bible means something that is broken down and destroyed. The gap. Yeah. Khi mà tôi đọc cái đoạn kinh thánh này trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ mà cái chỗ hở đó là cái gì đã bị đập xuống và nó bị tiêu diệt đi rồi. Let me explain to you a few things that we have today that are broken. Quý ông bà chị em, để tôi cho quý ông bà chị em biết những gì đang bị đập xuống và bị we have broken relationships with God. Cái đầu tiên là cái tương giao của người với Đức Chúa Trời. Jesus said in the New Testament, these people, they honor me with their mouth and lips, but their hearts are far away from me. Chính Chúa Giê-xu nói, có những người đến miệng thì nói Chúa, nhưng mà lòng đó, thì không thờ Chúa chút nào cả. So God is speaking, said, I'm looking for someone to take a position, to stand, you know, between them and myself and rebuild all these broken pieces. Và Chúa nói là ta muốn kiếm một người mà có thể đứng mà xây dựng lại những cái gì mà đã đổ vỡ rồi đó. And I want you to know God is looking for you. Và Chúa đang tìm kiếm quý ông bà chị em đó. You are important to God. Vì quý ông bà chị em rất quan trọng với Đức Chúa Trời. God is not impressed with your education. Chúa không cần những người học cao giỏi gì cả. He's not impressed how much money you have. Chúa cũng không cần quý ông bà chị em giàu có như thế nào cả. He's not impressed how well you are doing in this world. Không cần biết chúng ta đứng trong địa vị nào trong thế gian này. But he wants you to use you for his kingdom and glory. Hallelujah. Nhưng mà Chúa có thể dùng quý ông bà chị em cho nước của Ngài. I will never forget when my mother came in 1993 United States. Mẹ tôi đã đến nước Mỹ này viếng thăm năm 1993. I was doing pretty well at that time. Lúc đó thì tôi đã thành tài sự nghiệp rồi. So, you know, and she came to here and she said, God is not impressed with your degrees. Và bà nói thẳng vào mặt của tôi, bà nói God, Chúa không có impressed là Chúa không có nể cái bằng cấp của con đâu. You know, God is not impressed with how much money you make. Và Chúa cũng không có nể là con làm bao nhiêu tiền cả. Now, I was not making too much money, but I was making more money than they were doing, my parents. Tôi lúc đó thì không giàu có gì, nhưng mà tôi biết là tôi giàu hơn cha mẹ tôi lúc đó. He said, God has called you to serve him. Nhưng mà mẹ tôi nói là Chúa kêu gọi con đi hầu việc Chúa đó. How many of you know you cannot argue with your mother? Và khi mà mẹ mà mở miệng mà nói vậy rồi thì mình đâu có cãi được, phải không? She knows you very well. Thì mẹ biết con rõ lắm. I have heard mother says, I gave you birth and I can send you back. Mẹ tôi nói, mẹ mà cho sanh con ra thì mẹ cũng có thể đem con đi ạ. If they get upset sometimes, they speak strong. Đừng làm cho những người mẹ mình giận lên nha, phải không bà chị em? So until I obey God's voice. Và tôi lúc đó thì cũng quyết định là you never be satisfied in your life until you obey God's call. Quý ông bà chị em sẽ không tìm được cái hạnh phúc trong đời sống mình nếu chúng ta không vâng lời Chúa đâu. What are the excuses we use sometimes when God speaks to us? Nhiều khi đó thì Chúa kêu gọi nhưng mà có nhiều cái là mình không có muốn trả lời. Remember Moses?
Các ai nhớ ông Môi-se không? He said, I cannot talk very well. Môi-se nói, Chúa ơi, con không có giảng được đâu. I'm stuttering. Con nói bị đớt nữa mà làm sao con giảng cho ai nghe? Before that, he tried to save the Israelites from Egypt and he failed. Quý ông bà cho em nhớ là trước khi mà Chúa kêu gọi ông thì ông muốn tự mình ra mà giúp cho người Do Thái nữa mà. Remember what he did? Và nhớ ông làm điều gì không? He killed the Egyptian. Ông giết người Ai Cập để mà cứu người Do Thái. He went by his own strength to do it. Và ông muốn dùng sức của mình, chính mình để mà giúp cho người Do Thái. And then when Pharaoh found about it, he was looking to kill him. Và khi mà ông Pharaoh biết Môi-se đã giết người thì kiếm để mà giết ông. So he went back there, you know, to hide from him. Vì vậy Môi-se chạy trốn. Until he learned from God. Và khi mà ông ở trong đồng vắng thì bắt đầu ông học từ Đức Chúa Trời. It is not by power, by your own power, by your own intelligence, by your own spirit. Không phải vì sức riêng của mình hay là sự khôn ngoan của mình. Hallelujah, it's by his power and grace. Bằng ân điển và sức mạnh của Đức Chúa Trời. So God said, I will use you. Vì vậy Chúa nói ta sẽ dùng con. Remember what Jeremiah said, I'm a little boy, Lord. Và ông Jeremy, một tiên tri của Chúa nói là Chúa ơi, con chỉ là một đứa nhỏ thôi. And God said, don't say you are a little boy, I'm with you. Chúa nói là con đừng có coi thường là con là nhỏ đâu, ta ở cùng với con đó. Remember Gideon in the Bible? Có ai nhớ ông Gideon không? Who am I? I'm nobody. Ông Gideon nói là tôi đâu có là cái thứ thớ gì đâu Chúa ơi. God takes the nobodies and makes them somebodies. Chúa nói những người mà không có thớ gì đó ở với ta thì ta có thể làm việc được. So maybe you think you are nobody, but you are something for God. Có thể quý ông chị em nghĩ mình không có tài năng cả, nhưng mà Chúa có thể dùng được. Let me say this: your availability gives God the opportunity to do a miracle. Hallelujah. Chúa chỉ cần tìm những người sẵn lòng. Thì Chúa có thể đổ ơn của Ngài để có thể làm công việc của Ngài. You make yourself available to God. Quý ông bà chị em muốn dâng mình cho Chúa. And God says, I will do a miracle through you. Và Chúa nói ta sẽ làm phép lạ trên đời sống của con. Amen. There is a story in the New Testament. Có một câu chuyện ở trong Tân Ước tôi xin kể. Jesus is with his disciples. Chúa Giêsu với những người môn đồ. And he says, let us go. Một ngày thì Chúa nói chúng ta hãy đi. But he doesn't tell them where. Nhưng mà Chúa không nói họ đi đâu cả. They don't know where they're going to go. Họ cũng không biết Chúa muốn họ đi đâu. And sometimes we don't know what's going to happen. Nhiều khi Chúa cũng kêu với mà chị em đi mà không biết sẽ đi đâu phải không? But the Lord says you to trust him and obey. Hallelujah. Nhưng mà Chúa nói con hãy tin ta và hãy vâng lời. So they all get up to go. Where are you going? Vậy những người môn đồ Chúa thì dậy và chuẩn bị đi nhưng mà không biết đi đâu. We just following the Lord. Và họ chỉ đi theo Chúa Giêsu mà thôi. The Bible says that Abraham came out of his country looking for a city. Và những người đi theo Chúa thì cũng vậy, như ông Abraham đi ra khỏi xứ mình và đi theo Chúa hướng dẫn. The builder was God himself. Hallelujah. Và Chúa là cái người có thể xây dựng tương lai của mình. You read the Bible, the book of Revelation, you see that city coming from heaven. Hallelujah. Và cái thành mà Đức Chúa Trời xây mà quý ông bà chị em đọc ở trong Khải Huyền đó là cái thành mà chính ông Abraham được Chúa kêu gọi. And by faith he obeyed God. Và ngay thời đó thì ông Abraham đã đặt đức tin và bước đi. He believed and it was counted unto him as righteousness, the Bible says. Và vì ông tin Chúa thì Kinh Thánh nói ông được xưng là người công chính. So when God calls you, vì vậy khi Chúa kêu quý ông bà chị em, to stand on the gap. Và Chúa kêu gọi quý ông bà chị em đứng ở giữa stand cái, there by the anointing of the Holy Spirit. Cái chỗ mà bị đổ vỡ đó and say, Lord, I'm available. Với sức mạnh của Đức Thánh Linh. Let me give you a few pictures before I close. Tôi xin chia sẻ một vài hình ảnh cho quý ông bà chị em. In the book of James, James makes a statement. He says, if someone of you is sick, call the elders of the church, anoint you with oil and pray for you, and the prayer of faith shall heal you. Trong Kinh Thánh, ông Gia-cơ nói là khi những người nào trong hội thánh bị bệnh thì hãy kêu những người trưởng lão đến và họ sẽ sức dầu và cầu nguyện thì người đó sẽ được chữa lành. So your pastor and the elders they stand on the gap on your behalf. Vì vậy, quý ông bà chị em biết những người lãnh đạo trong hội thánh ở đây, họ là những người Chúa đặt để có thể đứng ở giữa những cái khoảng bị đổ vỡ khó khăn đó. When the missionary goes outside to preach the gospel. Khi những người đi truyền giáo, Chúa cũng gửi họ đi ra. He stands on the gap between those people and the Lord so they can come to the Lord. Họ là những người đứng giữa cái chỗ trống để những người chưa biết Chúa có thể biết Chúa.
But the most powerful picture is on Gethsemane. Nhưng mà một cái hình ảnh cuối cùng mà tôi muốn mời chị em để ý là cái hình ảnh Jesus is raised up on a cross. Ở vườn Gethsemane, Chúa Giêsu bị đóng đinh. And there are two themes, one in the left side and the other on the right side. Chúa đóng đinh thì ở giữa và hai bên có hai kẻ cướp bị đóng đinh chung với Ngài. And they represent humanity. Và cái hình ảnh này nhắc cho chúng ta về humanity. Human, nhân loại. Two sides of humanity. Trong nhân loại thì chúng ta có thể chia ra làm hai. Both sides they have seen the grace of God, the miracle of God. Cả hai đều thấy được cái ân huệ của Đức Chúa Trời. And one side accepts the Lord. Một bên thì chấp nhận. And the other side rejects the Lord. Và một bên thì lại chối từ. And this is how Jesus prayed to the Father. Và đây là lời mà Chúa cầu nguyện. Father, forgive them. They don't know what they are doing. Hallelujah. Chúa cầu nguyện xin Cha tha thứ vì họ không biết họ làm điều gì cả. We have many people today. They don't know what they are doing. Đúng không, chị em, chúng ta sống giữa những người không biết mình đang làm điều gì. But the Lord loves them. Và Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ. In the book of Romans, sách Roma, Paul says over there, it is the goodness of God that leads to repentance. Ông Phaolô viết rằng vì cái lòng tốt lành của Chúa dẫn chúng ta trở lại cái sự hối cải. Now, the English translation of goodness is very poor. Và như nãy tôi nói, cái chữ goodness, cái chữ tốt lành đó, because thì nói rất là ngắn gọn trong tiếng Anh, nhưng mà trong tiếng Hy Lạp thì rất là nhiều. There is a song, I believe you sing it here, you know, the goodness of God, you know, the goodness of God. Chúng ta cũng có hát về cái lòng tốt lành của Chúa ở đây trong hội thánh này. The goodness of God has application about more than 10 references in the Greek tradition. Trong tiếng Hy Lạp, quý mời cho em cái chữ tốt lành này, mình có thể dịch 10 chữ khác nhau. I will summarize all those in one word. Và tôi xin nói về một chữ thôi. It is the availability of God. Đó là cái in all the areas of your life. Đó là cái sự hiện diện của Chúa trong cả đời sống của quý mời chị em. If that is health, trong sức khỏe của quý mời chị em. If that is finances, trong tài chánh của quý mời chị em. If that is provision, hay là cần sự giúp đỡ gì đó. If that is strength, hay cần sức mạnh. If that is patriotism, patriotism, you know, is faithful to the country, to the call. Hay là cho cái sự yêu nước của quý mời chị em. If it is ability to overcome the evil, hay là có cái sức mạnh để có thể chiến thắng kẻ thù. God is there to help you. Hallelujah. Đức Chúa Trời ở đó that để is the goodness of God. Hallelujah. Đó là cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời. And I'm going to ask you this afternoon. Chiều nay tôi xin hỏi quý mời chị em một điều. Are you willing to take a stand for the Lord? Quý mời chị em là những người nào muốn đứng ở giữa cái chỗ trống này cho Đức Chúa Trời? So let me suggest this thing in closing. Và tôi xin kết thúc. I mentioned in the beginning that when the enemy wants to attack the church, he will attack the head of the church. Khi mà ma quỷ mà muốn tấn công hội thánh, thì ma quỷ sẽ tấn công những cái người trẻ ở trong hội thánh. When the enemy attacks the head of the church, the head, sẽ tấn công những người trong phần lãnh đạo của hội thánh. Moses was praying for the Israelites because they were fighting the Amalekites. Khi Moses cầu nguyện. Thì Moses cầu nguyện vì họ đang chiến trận với người Amalekite. As Moses was raising his hands, they were winning the battle. Khi mà Moses quốc mà dám nhớ giơ tay lên cầu nguyện đó thì when họ chiến thắng. When his hand got tired and got down, they were winning the Israelites. Nhưng mà khi mà ông mỏi tay ông để xuống đó thì ở dưới này kẻ thù so, lại thắng. Let me suggest to you, stand behind your pastor and his family. Vì vậy tôi nhắc nhở quý ông chị em hãy đứng với and if your hands, mục sư và những người lãnh đạo. And if your hands they get tired, get there with your body. Và nếu như mà thấy họ mệt mỏi thì hãy and đứng chung mình đỡ họ lên. Raised. Hallelujah. Giúp họ tiếp tục đứng ở đó. And God will give the victory. Hallelujah. Và Chúa sẽ cho mọi người chiến thắng. Hallelujah. 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 The Lord will give the victory. Hallelujah. Chúa sẽ Hallelujah. Cho chúng ta chiến thắng. Hallelujah. I'm so happy to be with you tonight. Chiều nay tôi rất vui có thể I gặp pray for you. Tôi đã và đang và tiếp tục cầu nguyện cho quý vị. And I know you remember me because I got messages in Greece on my messenger. Và tôi biết bao nhiêu em cũng nhớ tôi vì tôi nhận được tin tức ở đây. And also, I don't want to forget
the time is running. So I want to say thank you. Tôi cảm ơn quý mong chị em. To the family that offer hospitality to us. Và những khi mà chúng tôi đến đây trong thời gian này thì có gia đình mở cửa mời chúng tôi vào. I'm very grateful to the Lord. Và tôi rất cảm ơn for the hospitality. Cho cái lòng tốt lành này. The Lord bless you all. Chúa chúc phước I love you all. Tôi you are in my heart. Chị em và tôi giữ quý mong chị em trong lòng. All glory belongs to the Lord. Chúa nhận được tất cả vinh I pray vinh for quang. You and I will keep praying for you. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho quý mong chị em. Pastor cảm Richard. Ơn quý mong chị em rất nhiều. God bless you all. Hallelujah.